Cho nên mình đến phần chiến dịch cuối cùng, xong này là cái như là xong phần AOE1 luôn nha. Chiến tranh Punic lần thứ nhất, mình không biết cái gì đây nữa. Trong 2 thế kỷ, Carthage thống trị những cơn sóng và bờ biển Địa Trung Hải. Tàu giao dịch đã làm giàu cho bến cảng của đất nước, trong khi cái cuộc địa của Carthage đã phòng thủ bằng những đội lính đánh thuê mãnh liệt. Mà vàng có thể mua được. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của La Mã đã đe dọa sự thống trị giao thương của nó, thì liệu bạn có thể phòng thủ được tiền đồn của đế chế tại Sicily khỏi những kẻ cướp bóc La Mã này? Chắc chắn rồi, kẻ hùng quần này không là gì so sánh với sự vĩ đại của Carthage. Anh gì đây? Không biết rồi. Your command in Sicily Miền Nam Sicily, năm 262 trước công nguyên, công việc chỉ huy của bạn ở Sicily vẫn ổn, ngoài trừ một nhóm lính thời nổi loạn đã đánh chiếm phần lớn của hòn đảo và làm phẫn nộ vua chúa của Syracuse, hoạt động cầm quyền của Carthage thấy được đây là một cơ hội đây mở rộng tầm ảnh hưởng của Carthage như một thị trấn Ý độc lập và kỳ lạ đã can thiệp vào những vấn đề này. Lính từ thị trấn này gọi chính họ là người La Mã và họ hành quân vào các vị trí của bạn. Nhóm súng của Baon Hamon, một vị thần thương thảo với những kẻ La Mã mới gặp thời này, mục tiêu tiêu diệt chính phủ La Mã, không được để quân địch tiêu diệt chính phủ của bạn. Ok, nãy đám dân La Mã đi cứ bóc khắp nơi, giờ đám dân hàng khác đập La Mã này nè, tiêu diệt chính phủ này. Đây để mình coi nó cái chính quyền của này là gì. Ok, đây mình sẽ bước qua hình nền văn minh của hàng khác nữa anh em. Catalonia vậy ha. Nội tại của này là cái đơn vị học viện mà voi cộng 500 máu, kỵ sĩ cưỡi lạc đà trăm cộng 1500 máu, tàu bắn lửa cộng 25 sức tấn công và tàu chỉ chỉ nhanh hơn 500. Này nó xin nó thiên về chiến tranh hơn tấn công thôi. Nó cũng qua trải qua 4 thời kỳ ha. Nó nhà lính nó ở gươm ngắn là kết thúc. Nhà cung đó thì có cung thủ cưỡi ngựa và cung thủ cưỡi voi ha. Máy bắn tên của nó thì full. Nhà ngựa thì đến voi một giáp ha, cũng khá mạnh. Đến học viện đã đến pha lắc luôn, khá full. Nâng cấp quên luôn. Đêm một thì cũng không có nhiều trận chiến gì đến tàu bắt tàu con lửa à. Dùng mà nó cũng không có gì đặc sắc lắm. Quên một cách không có cấp đỏ gì thì là cái hùng
Though you defeated them, these Romans have impressed you with their fighting skill and tenacity. They are respectable fighters on dry land, but as Sicily is an island, only naval mastery can assure victory. Fortunately, Carthage still dominates the sea. Mặc dù bạn đã đánh bại họ, những người La Mã này đã khiến bạn ấn tượng với chiến năng chiến đấu và sự năng lực của họ. Họ là những chiến binh đáng kính trên cái mảnh đất khô cằn, nhưng Sicily, một hòn đảo chỉ có khả năng làm chủ hải quân mới có thể làm đảm bảo thắng lợi. May mắn thay, Carthage vẫn chiếm ưu thế vùng biển. Ok, kết thúc phần này đây nha anh em. The Romans have not ceased their meddling.